Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Total Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này, em xin phép làm một video giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chi tiết chiếc xe Total Yaris và chương trình giá bán của xe Yaris trong thời điểm tháng 11 năm 2022 này. Thì trước mặt chúng ta đây là một chiếc Total Yaris màu đỏ. Yaris được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với duy nhất một phiên bản là máy 1.5 số hộp số CVT và là hút khí tự nhiên. Thì giá xe hiện tại ở thời điểm tháng 11 năm 2022 này thì sẽ có giá niêm yết là 684 triệu và trong thời điểm tháng 11 này hiện tại bên em đang có những chương trình ưu đãi như sau. Thứ nhất là sẽ giảm cho anh chị 10 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói thứ hai là một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì để lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường thì nó sẽ có những cái chi phí như sau. Thứ nhất là giá xe này, giá xe là 684 triệu cộng với cả cái giá sau khi giảm đi 10 triệu thì sẽ là 674 cộng với tiền thuế 10% cộng với tiền đăng kiểm thì sẽ lăn bánh sẽ chưa đến 750, khoảng 748 triệu là có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài đường rồi ở thị trường Bắc Ninh. Nếu anh chị nào có nhu cầu đặt xe cụ thể màu xe như thế nào, thường thì đa số các anh chị sẽ lấy cái màu đỏ này. Màu đỏ này là cái màu hot nhất của Yaris, hoặc là màu trắng, hai màu phiên bản hot nhất của Yaris. Thì cái giá như em vừa báo bên trên. Còn để em giới thiệu anh chị cụ thể nội ngoại thất chiếc xe này nó có những gì. Thì thứ nhất thì ở phần đầu xe thì anh chị thấy cái thiết kế mặt ca lăng nó cũng theo ngôn ngữ giống như ngày xưa thôi, nó cũng na ná như con máy ớt, nhưng mà cái mặt ca lăng nó sẽ được thiết kế tinh tế hơn, dạng tổ ong. Ở phần đèn chiếu sáng thì sẽ dùng là đèn chiếu sáng full LED và là LED chưa khoang anh chị nhé. Anh chị nhìn giúp em ở đây LED chưa khoang, đây là đèn xi nhan này, còn đây là cụm đèn LED có 3 khoang của nó, rất là đẹp. Còn ở phía bên dưới sẽ là cảm biến trước cộng với cái đèn sương mù cũng là dạng LED luôn. Tổng thể phần đầu xe, phía trước xe thì có hai cảm biến. Còn ở phần thân xe thì la răng của nó sẽ là răng dạng phay sứt, trông rất là thanh lịch. Để mà la răng như thông số ở trên xe thì đây là la răng 16 inch, sẽ lớn hơn so với la răng ngoại ớt 1 inch. Và đặc biệt đây là phiên bản nhập Thái, toàn bộ linh kiện rồi các thứ này đều là nhất nguyên chiếc từ Thái Lan về cầu qua cảng biển. Thì la răng nó sẽ ăn nhập với cả cái thiết kế của xe là phay xước thể thao và trông khá là thanh lịch. Còn ở phần gương sẽ là cục điện và chỉnh điện rồi, có đèn tích hợp đèn xi nhan này, cụm nắm cửa thì sẽ là mã chrome ở phần đầu, phần đuôi xe. Còn cái cả phanh trước và phanh sau của Yaris thì được trang bị là phanh đĩa. Phần đuôi xe thì đèn cũng được trang bị là đèn full LED rồi. Tuy nhiên là có những một số cái đèn halogen, ví dụ là đèn xi nhan halogen này, và đèn lùi đèn halogen, và đèn phanh, rồi các cái đèn định vị ở phía sau ấy thì nó là cái phiên bản đèn LED hết rồi. Còn phía đằng sau này là có bốn trang bị được bốn cảm biến này, trong đó có hai cảm biến góc và hai cảm biến lùi. Anh chị đây là cảm biến tròn tròn đến nhỏ nhỏ thôi, bốn cảm biến lùi. Tổng thể phần đuôi xe, em sẽ trước khi vào phần nội thất thì em sẽ báo qua một chút về cái giới thiệu anh chị một chút về cái tiêu hao nhiên liệu. Thì xe Yaris này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có trang bị là động cơ dung tích là 1.5 lít cộng với là hộp số CVT, thì cho ra cái mức tiêu nhiên liệu chỉ có 6 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, 6,15 lít. Còn trong đô thị là 8 lít và ngoài đô thị là chỉ có 5,05 lít thôi. Thì đây là một trong những dòng xe tiết kiệm và bền bỉ và rất là bền dáng nữa. Thế phần nội thất thì ghế sẽ được trang bị là màu be. Đây là tổng thể khoang lái này,
xe này, xe Yaris này thì sẽ có lợi thế của nó rất là bền bỉ và cái trang bị của nó là đủ dùng, chứ không không quá nhiều. Và cái nó có những cái cốt lõi của nó như là điều hòa mát này, vận hành êm ái, chi phí nhiên liệu rẻ, bền bỉ, cũng không phải xe chỉ đi thôi, không cần phải lo nghĩ nhiều về bảo hành, bảo dưỡng hay là phải sửa chữa. Trần xe thì được trang bị là trần xe màu đen, sạch sẽ hơn rất nhiều so với cả Cross, so với cả Vios. Thì em sẽ giới thiệu cụ thể hơn một chút về các cái chức năng ở trong xe. Thứ nhất là từ cụm bên trái này thì sẽ có là cái chỉnh gương này, rồi chỉnh cái cửa này, rồi phía bên dưới đầu gối người trái người lái nó sẽ có chức năng là chống trơn trượt này, tắt lực kiểm soát lực kéo và bật tắt cảm biến đỗ. Còn cụm đèn thì đã được trang bị là đèn đèn tự động rồi. Đèn đã được trang bị là đèn tự động rồi. Và có đèn sương mù này. Còn đây là cụm đồng hồ của xe. Để em bật lên nhé. Đây là đèn trước này. Đồng hồ của xe. Còn vô lăng, trên vô lăng thì có các cái phím chức năng như là đem tắt cái tiếng đi đã. Thì trên cụm vô lăng nó có tăng giảm âm lượng này, nghe gọi này, các cái phím để điều chỉnh các cái nút ở bên trong cái màn hình đa thông tin kia là phía bên này, các nút điều chỉnh cái phím ba thông tin này, rồi đằng bên dưới này cái đang được bọc cái giấy màu xanh này ạ, thì nó sẽ là cái cruise control, là cái sẽ giữ ra cho anh chị khi anh chị đi ở trên cái đường đường cao tốc chẳng hạn, mình muốn giữ cái tốc độ tránh bị đi quá tốc độ khiến nó bị phạt. Còn ở phía đằng sau này thì xe đã được trang bị là đèn nổ từ xa, đèn nổ thông minh rồi. Còn ở phía đây là màn hình. Màn hình thì đã được trang bị cái tính năng là Apple CarPlay và Android Auto. Thì có nghĩa là khi mà anh chị kết nối cái điện thoại của mình với các màn hình qua cái dây ấy, cắm vào cái góc bên dưới bên trái bên phải này, thì là sẽ xem được bản đồ trên màn hình và xem được YouTube các thứ. Còn phía bên đây dưới này là cụm điều hòa. Thì cụm điều hòa này sẽ được trang bị là cụm điều hòa tự động. Và phía bên dưới là tần số. Vâng. Xe thì hiện tại bên em đang có sẵn màu đỏ này để giao ngay. Còn nếu như mà anh chị nào muốn nhu cầu muốn lấy các cái phiên bản màu khác như màu đen này, màu đen này, màu nọn chuối này, màu trắng này, thì có thể là inbox giúp em nhé. Em sẽ liên hệ và báo giá cho anh chị và cũng như là cái lịch xe cần sớm hay cần tiến độ như thế nào. Và nói qua một chút về cái hỗ trợ ngân hàng thời điểm hiện tại, thì bên em đang hỗ trợ cho tất cả dòng xe nói chung và dòng xe Yaris nói riêng là đang hỗ trợ 80% giá trị xe trả qua ngân hàng và thời gian vay tối đa là 7 năm. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về ngân hàng cũng như là các cái trả góp rồi màu xe, lịch xe thì liên hệ giúp em qua số hotline để xem màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.